Thì cái khu vực này em giới thiệu cho bác. Đây có một lần nói chung. Chung là đến đây đây đi ra khu vực nhá. Không, mình nhập thằng không. Hello hello, rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi sáng hôm nay mình đang có mặt tại phường Bình Nhâm, Lái Thiêu thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để review cho khách hàng một căn nhà cực đẹp có diện tích ngang 10, sâu 30m, tổng diện tích là hơn 300m2. Căn nhà này 3 mặt tiền, có 3 hướng. Hướng đông, hướng tây và hướng chính bắc. Căn nhà mình gần ngã tư Việt Trinh, gần với Ủy ban nhân dân phường Bình Nhâm, Lái Thiêu. Đây là mặt tiền trước căn nhà này. Chiều ngang hơn 10 m, chiều dài 30 m. Mặt tiền trước của căn nhà mình này. Và đây là đường bên hông này. Phía đằng sau nhà mình có một con đường nữa nhá. Nhà này 3 mặt tiền. Diện tích ngang 10m rưỡi từ đây nhé tới bờ rào này. Chủ nhà bán cả hai căn luôn. Quý anh chị có nhu cầu mua về đây, hai anh em ở chung, gia đình nhé. Căn nhà này được chủ nhà đúc một trệt hai lầu, trên cùng chủ nhà lập ngói thái. Công năng sử dụng gồm gara, xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và có sân thượng trước sau, có một hầm rượu. Đường trước nhà này, đường 4m, đường bên hông 4m luôn, đường sau cũng đường tầm khoảng 4m nhé. Bây giờ em sẽ vào trong quay chi tiết hơn cho quý vị mình xem này. Cửa chính ở đây chủ nhà làm một cửa chính và một cửa phụ nha. Cửa bên đây mình đi xe Honda vào. Cửa bên đây mình chạy ô tô vào nhé. Sân ô tô này. Ở đây chủ đúc luôn này. Đây là sổ này. Nhà 3 mặt tiền. Sổ này nhé. Bên đây là diện tích này. 328,5m2. Bên đây chủ nhà có lên thêm 140m thổ cư ở đây nhé. Quý anh chị có nhu cầu hãy alo cho em để em dẫn vào xem. Bây giờ mình vào trong tham quan chi tiết căn nhà nhé. Ngang 10m rưỡi, sâu 30. Không gian phòng khách này. Phía trên mình có hệ thống trần chỉ thạch cao, hệ thống đèn LED cũng như quạt trần ở trên đây. Chính đây mình có một lớp cửa sắt được chủ nhà sơn giả gỗ nhé. Mặt tiền là chủ nhà ốp đá hoa cương. Không gian phòng khách nhà mình, sàn thì được chủ nhà lót gạch bóng kính khổ 80 rất là đẹp nha. Bây giờ mình vào trong khu bếp. Sau mình có khu bếp này. Trước nhà có cửa nhé. Bếp rất là rộng. Phía dưới cầu thang này có một phòng vệ sinh này. Cầu thang rất là rộng nha. Được chủ nhà làm hai trụ gỗ ở đây rất là đẹp này. Tay vịn gỗ gỗ gì rất là đẹp luôn, mình không biết gỗ này. Kính cường lực. Cầu thang này chủ nhà làm đá đen kim sa. Rất là rộng nha. Hai ba người đi tránh nhau thoải mái. Quý anh chị có nhu cầu xem, hẹn gặp em ngay Ủy ban dân phường Bình Nhâm hoặc cây xăng số 4 ngay quốc lộ 13. Alo cho em, dẫn xem nhé. Nếu quý vị đang xem, nhớ ấn đăng ký kênh để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày. Quý vị mình xem tham khảo nha.
cầu thang đá hoa cương rất là đẹp. Mình sang bên trái trước này, bên đây có phòng vệ sinh, chậu rửa mặt ở ngoài đây nhá. Đây là phòng vệ sinh này. Đây là phòng ngủ thứ nhất. Nhà này có tới 4 phòng ngủ, một hầm rượu, sân thượng trước sau. Giá căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá là 4 tỷ rưỡi. Còn được thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà. Quý vị có nhu cầu đi xem, hãy liên hệ với em Sơn theo số điện thoại 0973 114 255. Hẹn gặp em ngay ở cây xăng số 4 hoặc Ủy ban nhân dân phường Bình Nhâm Lái Thiêu. Em sẽ dẫn vào xem nhé. Nhà này thuộc Bình Nhâm Lái Thiêu, thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Phía sau có ban công này. Phía trước đây là có sân golf sông bé này. Xíu nữa mình sẽ lên trên lầu mình quay cho quý vị xem. Ở đây có một cổng vào nhé. Bây giờ mình sang phía trước tham quan phòng ngủ thứ ba cũng như phòng room. Xem luôn sân thượng phía trước. Phòng này rất là rộng này, phòng này rộng tầm khoảng 50 mét vuông nhá. Đây có dàn tủ áo này. Căn nhà rất là đẹp nha. Kệ tivi, nhà có đầy đủ hệ thống camera, an ninh đầy đủ hết nhé. Bàn làm việc. Chiều ngang 10m43, dài gần 30. Tổng diện tích là 284m. Sân thượng phía trước này. Nhà này có thổ cư 200m. Được chủ nhà xây kiên cố, trệt 2 lầu này. Cây lộc vừng này, hoa lan này, cây khế này, đầy đủ. Tặng lại toàn bộ nội thất cho quý vị nhé. Anh chủ này chỉ mang vợ đi thôi. Quý anh chị nào có nhu cầu mua nhà, hãy liên hệ với em Sơn theo số điện thoại 0973 114 255. Hẹn gặp em ngay ở Ủy ban dân phường Bình Nhâm Lái Thiêu. Em sẽ dẫn vào xem nhé. Xung quanh toàn biệt thự thôi. Nhà này cách ngã tư nhà chị Việt Trinh chỉ khoảng vài trăm mét thôi nhé. Gần ngã tư Việt Trinh. Chủ nhà khá đam mê cây cảnh. Xung quanh là biệt thự này. Bên Bình Nhâm Lái Thiêu toàn biệt thự không nhé. Bây giờ mình lên trên lầu review trên lầu cho quý vị mình xem. Cầu thang đá hoa cương, đính kim sa, tay vịn gỗ rất là đẹp, cộng với kiến cường lực rất là chắc chắn nhé. Lên lầu trên rồi. Đây có phòng vệ sinh như dưới này. Trên đây hầu như chủ nhà không ở tới nhá. Trên đây dành cho khách này. Đây là phòng rượu này. Phòng ngủ này chủ nhà chỉ kê rượu thôi. Quá trời rượu luôn. Bác nào có đam mê rượu à, xem căn nhà này nhé. Đinh lăng này, rượu sâm này, toàn những rượu gì, quá trời rượu luôn. Cửa chính bằng gỗ rất là đẹp nha, gõ đỏ luôn. Sân thượng sau này, sân phơi nhé. Trên đây mình làm sân phơi luôn này, có chậu rửa mặt để máy giặt ở đây. Trên đây đã được chủ nhà lợp mà bao đầy đủ rồi. Phía trước là sân golf sông bé đây. Quý vị nhìn thấy đây là sân golf này, sân golf này nhé. Đây có bóng đèn sân golf này.
từ đây xa sân gôn hết tầm khoảng 300-400 mét thôi. Xung quanh view vườn rất là mát nhé. Quý vị từ Sài Gòn về đây ở rất là mát mẻ, khu này an ninh yên tĩnh, giá chỉ 8,5 tỷ thôi nhá. Xung quanh đây toàn là măng cụt, sầu riêng, mít, chuối. Bây giờ mình ra sân thượng phía trước cũng như phòng ngủ cũng như phòng thờ phía trước này. Trên cùng chủ nhà đúc luôn nhé. Đây có một phòng ngủ thứ 5. Phòng ngủ rộng rãi này. Áo âm tường này. Tuyệt vời luôn. Ban công phía trước. Từ đây ra ngã tư Việt Trinh chỉ khoảng tầm vài trăm mét thôi. Gần với Ủy ban Nhân dân phường Bình Nhâm, gần với cây xăng số 4, quốc lộ 13. Quý anh chị có nhu cầu hãy alo cho em nhé. Nhà ba mặt tiền, hướng chính đông, chính tây và chính bắc. Tổng diện tích gần 300 m², nhà 1 trệt 2 lầu, ngang 10, dài gần 30. Giá chỉ có 8,5 tỷ thôi. Căn nhà rất là đẹp nha. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.